Hôm nay mình nấu cháo gà ăn nha các bạn. Gà này mình đã làm, mình rửa sạch, mình rửa giấm muối xong rồi. Mình cất trong tủ đá, bây giờ mình lấy ra mình rửa lại. Rửa sơ lại mình đã mổ rồi. Mình rửa sơ nó lại, rửa xong rồi cái là mình bắt nước lên mình luộc để mình nấu cháo gà. Gà ngon quá. Gà bữa nay nó mập hết sức. Gà này là mình mua gà sống nè, gà sống làm á. Mới mua 2 con rồi mà. Thì mình ăn 2 con rồi. Bây giờ lấy cái nồi này bắt vào nước lên. Đây là tấm này các bạn. Đây, tấm này mình nấu một khắp tấm nè. Mình nấu với 3 lít nước luộc gà. Mình đã vo sạch, mình để ráo rồi, chút xíu nữa mình xào. Mình xào cho nó thơm lên, nấu nó ngon. Rồi bây giờ trong nước thì mình lấy 2 cái củ hành này với thêm mấy lát gừng. Thêm mấy lát gừng nữa mình để vô cho cái nước nó thơm. Khoảng như một củ gừng nhỏ vậy với 2 củ hành đó các bạn. Mình để vào trong nước. Mình để vào trong nước. Và các bạn để vô đây. Uống cà phê muối. Một muỗng cà phê bột nêm. Một muỗng cà phê đường. Rồi, để nước nó nóng lên đó các bạn. Nóng lên khoảng 70 độ rồi các bạn hay để thịt gà vô. Chứ đừng có để nước sôi nha. Và trong khi đó thì mình bắt cái chảo lên để mình xào gạo. Đây, bắt cái chảo lên đây mình xào gạo. Rồi bây giờ chảo nóng rồi mình cho vô một muỗng canh dầu nha các bạn. Để mình xào cái gạo mà mình đi lên nấu, mình nấu cái tấm. Mình cho vô đây nè, tỏi. Khi tỏi thơm rồi các bạn để gạo, để tấm vô xào. Các bạn muốn nấu cháo bằng gạo cũng được, tại mình thích ăn tấm. Vì xào như vậy khi mình nấu cháo cái hạt cháo nó rất là thơm. Khoảng 70 độ đó các bạn. Bây giờ mình để con gà vô các bạn. Đây. Xíu nó sôi lên cái mình trở cái hớt bọt, hớt bọt. Các bạn để vô nước khoảng 70 độ chứ đừng có để vô nước nó sôi nha, nước sôi gì nữa các bạn luộc con gà ra cái dễ cái xương nó bị đỏ. Các bạn để vô nước khoảng 70 độ vậy nè, mình để vô từ từ nó rút nó vô cái nó ra chất ngọt hết của con gà rất là ngon. Nó sôi lên chút cái mình trở về ha. Đó mình rang gạo, rang cũng gần xong. Xào gạo cho thật là vàng. Ôi, cũng vàng lắm rồi. Gạo các bạn xào cho nó trong lên vậy nè. Nó rất là ngon. Khi mà mình nấu hột cháo ra ăn ngon lắm. Các bạn làm thử thôi. Xong được rồi đó, giờ mình tắt lửa. Khi mà mình tắt lửa đó các bạn nhớ, mình chế vô một miếng nước mình ngâm luôn. Cái hột gạo, hột tấm nó sẽ rất là mau, nó mau nở lắm mà nó lại không có bị lờn nữa. Rồi mình ngâm nó chút xíu, khi mình luộc gà xong đó là mình chế vô mình nấu cháo. Rồi bây giờ mình nước nó chật chút ha, thì mình trở con gà. Mình trở hồi nãy bên cái đùi bên kia, bây giờ mình trở lên cho cái đùi bên đây nó nằm trên. Mình trở cháo cho lui vậy đó các bạn, với các bạn hớt bọt cho thường á. Hớt mấy cái bọt ha. Đây bắp cải nè các bạn, mình bào. Cái bắp cải này mình để nguyên gì mình lấy cái dao bào á. Dao bào này nè, cái dao này nó xấu xí xài rất là ngon đó các bạn. Đó, mình bào xong với mình bào củ cà rốt. Trộn vô cho nó có cái màu đẹp vậy đó các bạn. Đây, rồi mình đi rửa xong mình để trong
tủ lạnh cho nó giòn. Còn củ hành mình cũng bào, mình ngâm nước lạnh. Ngâm nước lạnh mình để riêng đây, mình cho nó ra cái mùi hăng. Các bạn thấy cây dao này không? Khi thấy nó xấu thì là xài rất là ngon. Sau khi rửa bắp cải xong các bạn, các bạn để cho ráo thì các bạn để cho trong cái rổ các bạn quay, nó sẽ ráo, sẽ ráo tờ ráo rồi mình để vào trong tủ lạnh. Các bạn chỉ cần quay vài vòng thôi là nó rất là ráo. Rồi khô hết trơn nha, thấy không? Rất là khô. Còn củ hành thì mình xả cho nó hết cái mùi hăng, xong cái mình đập nước đá mình để trên mặt đó các bạn. Rồi chừng nào mình dừng ăn mình mới trộn. Rồi sau 30 phút gà mình nó chín rồi các bạn, mình xong nó hết cái nước màu hồng rồi là nó chín rồi, mình vớt nó ra các bạn. Nó căng bóng lên nha các bạn, nó rất là giòn luôn. Các bạn thấy không, nóng hổi luôn. Bây giờ mình bỏ gạo vô, bây giờ mình đổ gạo vô rồi đó các bạn, cho lửa riêu riêu các bạn. Bây giờ mình trong lúc này thì mình vớt gừng với vớt củ hành ra nè, cái gạo của mình nó nở vậy nè. Bây giờ mình vớt gừng ra, gừng với củ hành bỏ ra. Mình thấy ở trên cái nước mà của gà nó ra, gà này thiệt là ngon, nó vàng tươi luôn. Mình nấu chừng 5 phút nữa là mình tắt lửa được rồi đó các bạn. Rồi giờ mình đi làm nước chấm với nước pha để trộn gỏi. Rồi bây giờ mình pha cái nước để trộn gỏi và nước chấm nha các bạn. Đây là đường, đây là đường sugar. Được. Mình làm, bây giờ mình làm 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng đường, 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng đường. Nào cũng 3 muỗng đường. Đây là 3 muỗng đường thì 3 muỗng nước mắm. 1 muỗng. 2 muỗng. 3 muỗng nước mắm. Đây là cái nước mà mình để chấm. Còn cái này là 3 muỗng đường. Mình làm 1 muỗng rưỡi nước mắm thôi. Muỗng rưỡi nước mắm là nước này để trộn gỏi nha các bạn. Ở đây là mình cho 3 muỗng đường thì mình gọi là 3 muỗng chanh. Một muỗng chanh. Hai muỗng chanh các bạn. Ba muỗng chanh, ba muỗng đường, ba muỗng nước mắm, ba muỗng chanh. Nó hơi lưng mình cho thêm chút xíu. Còn đối với cái nước chấm á, thì mình chỉ cho vô là 1 muỗng chanh thôi nha các bạn. 1 muỗng chanh thôi. Tùy theo các bạn ăn chua nhiều ít ha. Còn nếu mà các bạn muốn ăn chua nhiều á, thì các bạn cho 1 muỗng rưỡi chanh nha.
tùy theo cái khẩu vị của gia đình của mỗi người. Đó, đây là một muỗng chanh. Rồi mình quậy lên. Nhưng mà với cái nước mắm này mình cho vô một mỗi một ba muỗng đường thì mình cho vô một muỗng rưỡi nước. Mình cho vô một muỗng rưỡi nước nước nóng nha các bạn. Cái nước này là nước mình để chấm á. Một muỗng rưỡi. Còn cái nước mà mình trộn gỏi là mình không có pha nha các bạn, không có pha. Cái nước nó sánh vậy mà mình trộn vô trong cái gỏi rất là ngon. Nhưng mà mình khi mình trộn, khi nào mình ăn mình mới trộn nha các bạn. Tại vì mình bào cái bắp chua, bắp cải nó mỏng á, nó thấm liền à. Nếu mà mình trộn trước á thì nó sẽ yếu xuống là nó không có ngon. Nó yếu xuống là nó không có ngon mà nhìn nó không có đẹp luôn. Rồi khi mình xong mình làm nước chấm xong cái mình xé gà. Khi nào mình ăn mình mới trộn, mới trộn lên. Rồi mình rắc hành phi, rắc đậu phộng giả lên với lại rau răm. Đây là ớt mình bằm sẵn đấy các bạn. Thấy chưa? Đó. Cái chén này là cái chén nước để mình pha. Mình pha để mình trộn gỏi nha các bạn. Đây. Đó. Các bạn nhớ là 3 muỗng đường, 3 muỗng nước mắm, 3 muỗng chanh, tỷ lệ 1:1 hết. Đó, là mình để trộn gỏi. Còn cái chén nước mắm này là mình 3 muỗng đường, 3 muỗng nước mắm, 1 muỗng rưỡi chanh hoặc là 1 muỗng chanh tùy theo cái khẩu vị của nhà mình. Rồi mình để thêm ớt vô. Bạn thấy. Đây. Nước chấm. Nước chấm. Các bạn thấy nó sánh rất là tuyệt vời. Mấy cái xanh xanh này là ớt xanh đó nha các bạn. Ớt xanh. Bạn thấy cái nước chấm này nó đậm đặc vậy nè. Tùy theo mỗi cái loại để mình để nước chấm đó. Cay lắm. Đây là nước chấm. Còn đây là nước để trộn gỏi. Còn đây là rau răm. Rau răm thì mình có thể sắc sơ lại nha các bạn. Wow, gà ngon quá. Rồi bây giờ mình xé gà nha các bạn. Xé gà ra để mình trộn. Rồi bây giờ mình trộn gỏi rồi, chuẩn bị ăn đó các bạn. Đừng tới ăn mình đã trộn, mình đừng trộn sớm. Có không? Còn đang quay phải không? Ồ. Bây giờ cái củ hành này nè, mình bỏ vô mình trộn trước miếng nha các bạn. Mình trộn trước. Hello con. Bữa nay thực đơn nhà hàng cháo gà. Cháo gà. Cháo gà hơn lắm. Giấm đường. Chanh.
trộn gì nó không có ra, không có ra nước. Cái màu nó đẹp quá. Cho miếng củ hành vô đi theo. Chừa miếng rau để chút mình để lên trên mặt. Củ hành nếu mình có ăn nhiều mình trộn hết vô, hết nha ha. Ngon quá ha. Ừ. Miếng giò. Hết luôn. Tỏi hành phi. Một chút để trên mặt. Rồi mình cho thịt gà vô. Thịt gà vô. Nhiều quá mình làm 20 cái. Đầy quá. Ngon đi không? Thấy cái màu là đẹp, ăn không biết sao. Nó sợ ăn còn ngon hơn nữa. Khoa chưa ăn mà nó ngon rồi, thấy không? Khoa khen định đựng được ăn mà. Rồi mời các bạn lại anh Chánh ơi, lại Dụng đây. Hôm nay nhà mình ăn cháo gà đây, các bạn thấy dĩa gỏi nè, gỏi gà nè, ngon không? Đây cùng ớt, chén mắm ớt. Rồi ngồi đi anh, hai anh em làm rai rai làm mấy hai về chai. Này dùng vô xanh ha. Thôi đã. Gà tươi á. Ờ gà cháu chung lắm. Mà ý anh nói cô sau này cô biết cô đi mua mà cô không đi mua được đâu. Vô trong đó nói chuyện với người ta đâu, không có biết làm gì chứ. Dùng gió nha các bạn. Thì tôi muốn nói con mua thôi. Không, bữa nào con tới đi mua được, con cứ mua ha. Dạ, dạ. Nó tiện á. Dạ, dạ. Đi, nó, đi mua cái loại ba con. Uống đủ thứ hả ta? Gà đỏ, gà đỏ hấp đầu luôn. Gà đỏ. Gà đỏ. Cô, cô đó nè. Ok. Cháo hả? Múc ra đi, cái em mấy thêm, múc thêm chậm vô. Để cho này nóng nóng cho nó. Rồi, xin mời. Cháo gà. Cháo gà. Cháo gà. Rồi, gấp anh đi. Gấp anh. Tự nhiên. Tự nhiên. Tự nhiên như thanh niên Alameda. Có nấm. Có hành. Cháo nóng à? Đúng. Wow. Miếng tiêu này nữa.
tí vô, xịt tí vô, được không? Dạ, chắc con ok. Để ăn tù của. Quá ngon. Tiếp tiếp tiếp. Chào năm quá. Tiếp tiếp tiếp. Quá là thịt mà. Dạ, ăn phải nóng vậy mới ngon. Wow, ngon quá. Gỏi vừa ăn ha. Mượn nha. Bữa trong buổi em thấy ăn không? Ngon hả? Đây em ơi. Trong gỏi có một cái gì? Trong gỏi có cái gì? Với cải hồi nãy ba bào nè. Với rau răm, rau thơm, đậu phộng. Với tỏi hành phi. Mẹ trộn với giấm đường. Rưới vô. Ngon. Thịt gà nữa. Gà là quan trọng nhất, gà là chủ yếu mà. Nhưng cái gỏi là rất là ngon nè. Dạ. Rồi của em. Cháo nóng quá. Ngọt, cháo ngon quá. Ngọt thơm. Con hồi đó ăn cháo chuyên gia bị phỏng lưỡi. Đã ăn miếng gỏi nữa rồi. Có cái cảm tưởng mà xá làm gỏi rồi sao. Miếng nắm cơm. Giòn. Bất cải giòn. Có cái vị hành thơm thơm. Mà tỏi phi để lên cũng thơm. Chấm nước mắm chua ngọt. Ăn ngay sột sột như gỏi đu đủ của Thái Lan. Ngon hơn, giòn hơn. Quá tuyệt vời. Gỏi này quá, quá ngon. Rồi thôi mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Chú sặc luôn. Nước cay. Uống nước vô. Vậy mới ngon. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại những video tiếp theo nha các bạn. Các bạn thấy thích cái video này nhớ chia sẻ và like và subscribe cho mọi người cùng xem. Và bye bye các bạn, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.